Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 12 tháng 6, đoàn công tác do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, chia buồn động viên gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Tại gia đình thân nhân các cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ nỗi mất mát to lớn với các gia đình, đồng thời động viên các gia đình nén đau thương, sớm ổn định tinh thần cuộc sống. Thứ trưởng Lương Tam Quang đã động viên, chúc cán bộ chiến sĩ công an bị trọng thương sớm phục hồi sức khỏe. Dịp này, đoàn công tác đã trao các quyết định truy thăng cấp bậc hàm của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Cơ Tu, hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Sáng 12 tháng 6, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk. Thông tin của Thông tấn xã Việt Nam. Tại các nơi thăm viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Phó Thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm, chăm sóc, điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm hồi phục. Trong số những người tử vong, có 4 cán bộ chiến sĩ hy sinh là công an xã Ea Tiêu và Ea Tu, bao gồm Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, quê Yên Thành, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Tu, huyện Cư Quyên, Đắk Lắk; Thiếu tá Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk; Đại úy Hà Tuấn Anh, sinh năm 1991, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, Đắk Lắk. 4 cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh, đã được thăng cấp hàm theo quyết định truy thăng cấp hàm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ký vào chiều 11 tháng 6. Theo cổng thông tin điện tử, Chính phủ cập nhật, hôm 12 tháng 6, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra hiện trường vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Tu, huyện Cư Quyên. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình của địa phương, kiểm tra hiện trường vụ tấn công bằng súng tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Tu. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã động viên các lực lượng chức năng đang chốt chặn, bảo vệ hiện trường tại hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Tại huyện Cư Quyên, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số, động viên người dân không ra khỏi nhà, khi phát hiện đối tượng lạ mặt báo ngay cho chính quyền địa phương. Đối với những người hy sinh, tử vong, bị thương, tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Quyên đã tổ chức các đoàn thăm viếng, động viên kịp thời và hỗ trợ theo quy định. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến 11 giờ 30 ngày hôm nay 12 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được thêm 4 đối tượng tham gia vụ nổ súng tấn công tại Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 26, ghi nhận của báo Chính phủ. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số vũ khí quân sự, trong đó có súng trường CKC. Việc truy quét các đối tượng còn lại đang lẫn trốn sẽ tiếp tục được tiến hành. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát 2 công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Quyên và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền, cơ sở, lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Trước đó vào sáng 11 tháng 6, trao đổi với báo Công an Nhân dân, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai về bắt nhóm người tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, làm một số công an xã, cán bộ xã và người dân thương vong.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm cùng ngày tại địa bàn huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an Ea Tiêu và Ea Cà Tù, làm một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương. Ngay sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên. Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm ngày 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cà Tù, là một số đồng chí công an xã, cán bộ xã, người dân chết và bị thương. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Quyên và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Đến đầu giờ sáng 11 tháng 6, thông tin về vụ việc. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ được 6 đối tượng và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Lãnh đạo huyện ủy Cư Quyên Đắk Lắk cho biết, trong 6 đối tượng đã bị bắt, có 1 đối tượng ở thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, 3 đối tượng ở huyện Krông Búc, 2 đối tượng ở huyện Cương Ga, Đắk Lắk. Bộ Công an một lần nữa nhấn mạnh, bà con huyện Cư Quyên và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Liên quan đến nhóm người tấn công hai trụ sở công an ở xã Cư Quyên, Đắk Lắk, đến 16 giờ 30 phút chiều 11 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 nghi phạm, thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Cơ quan chức năng cũng giải cứu an toàn người dân bị nhóm tội phạm bắt giữ làm con tin. Một con tin khác tự giải thoát. Nhà chức trách xác định không còn người dân nào bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan còn lại. Thông tin thêm về vụ việc, chiều 11 tháng 6, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy Đắk Lắk, các mũi truy bắt gồm lực lượng của Bộ Công an và các lực lượng chức năng địa phương đang khép chặt vòng vây các đối tượng tại khu vực xã Ea Ninh. Tại huyện Cư Quyên, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số, động viên người dân không ra khỏi nhà. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt, báo ngay cho chính quyền địa phương. Đối với những người hy sinh, tử vong, bị thương, tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Quyên đã tổ chức các đoàn thăm viếng, động viên kịp thời và hỗ trợ theo quy định. Cũng trong chiều 11 tháng 6, theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ, công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Hoàng Trung, sinh năm 1981, quê quán Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Cà Tù, huyện Cư Quyên, Đắk Lắk. Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, quê quán Yên Thành, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Cà Tù, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, quê quán Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Hà Tuấn Anh, sinh năm 1991, quê quán Triệu Sơn, Thanh Hóa, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, ngay trong chiều 11 tháng 6, Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng một gia đình đối với gia đình 4 đồng chí thuộc Công an huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ 50 triệu đồng một đồng chí đối với 2 đồng chí cán bộ Công an huyện Cư Quyên bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là Thượng úy Đàm Đình Bốp, sinh năm 1993, Phó trưởng Công an xã Ea Cà Tù và Đại úy Lê Kiên Cường, sinh năm 1988, cán bộ Công an xã Ea Cà Tù.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên là chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.